ta có thể biến thành cá cá con ăn thịt rồng ta có thể biến thành cá. Nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Ầm ầm, rầm rầm, cái thời tiết mắc toi này. Sở Tiên khóa chặt lông mày chửi ầm lên, nhìn nhìn điếm bên ngoài phiêu bạc mưa to, suối quẩy đành đem cửa tiệm đóng lại từ phía sau trong tủ chén ôm ra chiếu cùng chăn, mền trải tại trên mặt đất, lấy ra bồn rửa mặt đánh răng lập tức chui vào, phía ngoài tiếng sấm điếc tai, làm sở tiên có chút bực bội. Còn một tháng nữa tiền thuê nhà muốn đến kịch coi như là giải phóng, sở tiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ tốt nghiệp hai năm năm thứ nhất ra ngoài làm công thế nhưng một năm trôi qua chẳng những không có bất kỳ thành tựu ngược lại chịu không ít khí như vậy liền để chính mình gây dựng sự nghiệp ý nghĩ suy nghĩ đem gần một tháng cuối cùng hướng trong nhà muốn ba vạn khối cha mẹ tiền mồ hôi nước mắt tại đại học lân cận một cái cổ phòng đường phố thuê một cái cửa hàng bán cá kiểng từ điếm mở lên đến bây giờ, từ bỏ đắt đỏ tiền thuê nhà, mỗi tháng lợi nhuận không có qua ba ngàn, thế cho nên về sau sở tiên chỉ có thể đem mình tại bên ngoài thuê phòng ở lui. Đem đến cái này hơn 10 bình phương trong phòng nhỏ. Móa nó, quyển tiểu thuyết này tác giả vậy mà thái giám, khinh bỉ ngươi thái giám chết bầm, dây dây vĩnh viễn bất lực. Nằm ở trong chăn, sở tiên cầm lấy điện thoại thấy chính mình một mực truy đuổi tiểu thuyết vậy mà thái giám, tức giận mắng. Đọc tiểu thuyết là sở tiên giết thời gian chủ yếu phương pháp, nhưng hiện tại chính mình đuổi hơn một tháng sách vậy mà thái giám, đừng đề cập nhiều buồn bực, sách hoang. Nghe phía ngoài lôi minh thiểm điện làm hắn đắng chát cười cười. Ai? Sở tiên thở dài một hơi, nhàm chán kết giao trên điện thoại di động trò chơi linh kiện, nhìn nhìn phía trên trò chơi, tiện tay click để download cá lớn nuốt cá bé. Bên cạnh này lưới rách tốc độ, không thể nâng lên 20m sao? hay là bán computer đây này, nguyên rủa ngươi giống như ta, đóng cửa. Sở tiên cọ lấy wifi nhìn nhìn phía trên hai mươi mấy cây download tốc độ, có chút vô sỉ nói, chín mươi ta có thể biến thành cá cá con ăn thịt rồng ăn cá tiến hóa. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com cá lớn nuốt cá bé, có đúng hay không ta biến thành cá về sau có thể không hạn chế phát triển tiến hóa, sở tiên sắc mặt luôn không ngừng biến ảo, nghĩ đến chỗ sâu trong có chút kích động, hưng phấn. Đến giữa tận cùng bên trong nhất cá lớn vạc nước trước, sở tiên nhìn nhìn bên trong cá kiểng, ngựa vằn cá, tiểu cá chép cá, quang môi cá, hắc thọ cá con, tiểu cá vàng, mickey cá, đăng khoa cá. Hơn 10 loại. Những cái này toàn bộ đều là tại bờ biển trên thị trường mua, giá cả vô cùng tiện nghi, đắt tiền nhất một cái bất quá 10 khối tiền, bởi vì toàn bộ đều là tiểu cá kiểng, lớn nhất cũng liền 10 cm. Nhìn những cái này cá con, Sở Tiên lấy ra tiểu mạng lưới kiếm xuất hơn 10 cái một mình thả một cái hồ cá nhỏ bên trong, lập tức đem ngón tay thả trong bồn tắm, trong nội tâm khẽ động. Biến thành cá hình, 3 một tiếng rơi xuống nước thanh âm, sở tiên trong chớp mắt biến thành một cái cá con xuất hiện trong bồn tắm, lắc lư lấy cái đuôi của mình, đột nhiên cảm giác toàn thân tự do tự tại. Dù động tốc độ rất nhanh, phẳng phất trời sinh chính là một con cá. Hắn sở biến thành cá con nhìn không ra cái chủng loại gì, ngoại trừ trong miệng dài quá một loạt hàm răng bên ngoài cũng không có có chỗ đặc thù bơi tới một cái đăng khoa cá bên cạnh, sở tiên phát hiện mình trong đầu xuất hiện một cái tin tức. Đăng khoa cá, đẳng cấp không, lực công kích, không thiên phú, không sở tiên lộ ra thần sắc hưng phấn, không nghĩ tới vậy mà có thể xem xét đến cái khác loài cá tin tức. Cái này phán đoán đối với mình thân tính an toàn có rất lớn đề thăng, do dự một chút. Lập tức khẽ cắn môi, hé miệng hướng phía cái này đăng khoa cá tắp tới cái này cũng chỉ có 4 cm bên cạnh đăng khoa cá không có chút nào cảm nhận sở tiên nguy hiểm, không có động tĩnh dao động vẫy đuôi từ từ bơi lên. Răng rác, sở tiên phảng phất đã nghe cắn đứt cá con cốt cách thanh âm, nhàn nhạt huyết tinh chảy vào trong miệng cũng không có làm hắn cảm thấy chút nào không thoải mái. Ta có thể biến thành cá cá con ăn thịt rồng thiên phẩm cá. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com 120 cái con cá con ước chừng 30 cân nặng, bởi vì mua sắm tương đối ít duyên cớ một khối tiền một cân, tổng cộng mới hơn 30 khối tiền, vô cùng tiện nghi. Sở tiên đem cá sắp xếp hảo cưỡi tàu điện lập tức trở lại trong tiệm, khóa lại cửa tiệm, đem cá một mình rót vào một cái vạc nước. Rắc rác, biến thành cá con sở tiên trong bồn tắm lần nữa điên cuồng cắn nuốt bởi vì hệ thống nguyên nhân, vô luận ăn bao nhiêu không phải của hắn hội cảm giác chống đỡ bụng, tựa như động không đáy thông thường. Đinh, chúc mừng, ký chủ thăng cấp đến cấp 3, 20 cm lớn nhỏ, lực lượng, tốc độ, độ cứng, cắn hợp lực bốn loại thuộc tính toàn diện đạt đề thăng, mặt khác. Ngài có thể lựa chọn trong đó một loại thuộc tính tiếp tục cường hóa, ước sao hơn 10, sau, tại hắn ăn vào 105 cái thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Sở Tiên trong nội tâm vui vẻ, nhanh chóng đem còn lại hơn 10 cái con cá con nuốt vào trong bụng, lập tức tiếp tục lựa chọn cường hóa cắn hợp lực hơn 100 cái tiếp cận 10 cm cá làm chính mình để thăng cấp 1, hình thể gia tăng đến 20 cm, lực công kích đạt tới 4, nếu như ta không đoán sai lần sau thăng cấp cần hơn 100 cái tiếp cận 20 cm cá. Hình thể còn có thể gia tăng 10 cm. Sở tiên trong nội tâm suy tư về, lần nữa cưỡi xe chạy bằng điện hướng phía cá thị trường chạy tới, hay là đi đến vừa rồi nhà kia bán con cá con cửa hàng tại lão bản ánh mắt nghi hoặc dưới mò 120 cái gần 20 cm khoảng chừng cùng với 120 cái tiếp cận 30 cm khoảng chừng con cá con. Lần này mua sắm tổng cộng hao tốn hắn hơn 500 khối tiền, không phải là rất quý, hoàn toàn ở hắn thừa nhận trong phạm vi, nếu như không phải là hắn xe chứa không nổi. Hắn còn chuẩn bị tiếp tục mua sắm 120 cái gần 40 cm khoảng chừng cá ta có thể biến thành cá cá con ăn thịt rồng đắt đỏ cá kiểng. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Theo tới đám người thời gian dần qua tản đi, thế nhưng bọn họ nghị luận lại không có đình chỉ, liền ngay cả xung quanh thương gia cũng là hâm mộ cảm thán. Sở tiên trùng điệp hô thở ra một hơi, đè nén xuống trong nội tâm tưởng tượng, bất quá khi hắn chuẩn bị lúc rời đi, lại bị bên trái một cái cửa hàng hấp dẫn đây là một cái cá phố, nhưng cùng với khác cửa hàng không đồng dạng như vậy là cái cửa hàng này cũng không phải bán dùng ăn cá, mà là cá kiểng, tại cửa hàng phía trước bày đặt hai cái chum đựng nước. Trong đó một mảnh trong chum nước có một mảnh 80 nhiều cm toàn thân đỏ lên cỡ lớn cá kiểng, phía trên có một cái tiểu nhãn hiệu, viết cực phẩm huyết huyết long cá, giá bán 130.000. Mà ở một cái khác trong chum nước thì một cặp hồng ngư, giá bán 88.000, hai cái cá vô cùng xinh đẹp. Mặc dù nói sở tiên đồng dạng cũng là bán cá kiểng, nhưng là mình bán cùng này hai cái so sánh với mà nói kém không phải là gấp trăm lần nghìn lần. Hắn rất buồn bực, này hai cái cá chỉ là đẹp mắt mà thôi vì sao có thể bán ra cao như thế giá cả? Sở Tiên Hiếu kỳ đi tới tiệm này trong trong tiệm lão bản thấy được hắn đi vào hướng phía hắn hữu hảo cười cười cũng không cho là hắn là tới mua cá đi vào trong tiệm thì là từng cái một tinh xảo hồ cá nhỏ từng hồ cá bên trong đều có một mảnh tinh mỹ cá kiểng cá rồng bạch kim u linh hòa tiễn cá cá chép cá cá hề cá thái lan hổ kim long cá mà giá cả cũng đều là một ngàn đến mấy vạn đều có thế nào tiểu huynh đệ những cái này phao sáng a à, lão bản ngồi ở trên ghế đầu nhàm chán đối với sở tiên mở miệng nói chuyện phiếm nói xinh đẹp vô cùng xinh đẹp sở tiên mặt mũi tràn đầy chân thành nói qua lập tức hỏi lão bản mắc như vậy cá có người mua sao ha ha lão bản cười cười làm sao có thể không có ai mua đâu ta còn sợ không đủ bán đây này tiểu tử ngươi cũng không nhìn một chút ta chỗ này đều là mấy thứ gì đó cá lão bản móc ra hai cây thuốc điếu đưa cho hắn một cây mặt mũi tràn đầy tự hào nói ta chỗ này cá kiểng có thể toàn bộ đều là hoang dại ngươi xem một chút này màu sắc ánh sáng trong suốt mỗi một con cá đều vô cùng có hoạt lực đoán chừng a à, những cái này cá hơn một tháng sẽ bán hết đáng tiếc những cái này đều là ta tiêu phí rất lớn khí lực mới lấy được hàng năm cũng liền có thể thu đến hơn một trăm mảnh như vậy cực phẩm cá kiểng có phải hay không cảm thấy những cái này cá giá cả hơi đắt, nói thật một chút cũng không đắt nếu so với trên thị trường tiện nghi mấy cái điểm. Phía ngoài cái kia cực phẩm huyết đỏ nếu như cá rồng đặt ở cái khác thị trường, tuyệt đối có thể bán đến 14 vạn, hiện tại cực phẩm cá kiểng càng ngày việt thiếu, một năm giá cả. Nếu như có thể nuôi dưỡng cái 2 năm, ít nhất tăng giá trị tài sản 3-4 vạn, sở tiên tiếp nhận lão bản thuốc lá, đắng chát cười cười, cảm thán nói thật đúng là vật lấy hiếm là quý, kẻ có tiền thật nhiều, ha ha, lão bản nghe được lời của hắn cảm thấy buồn cười cao giọng nở nụ cười. Đúng nha, kẻ có tiền rất nhiều, làm nhiều tiền tới trình độ nhất định thời điểm, bọn họ càng quan tâm chính là mặt mũi, hiện tại ngươi xem một chút ít nhiều đại lão bản trong văn phòng. Xa hoa tử điếm trong đại sảnh, đều là bày đặt các loại đại hình cá kiểng, một con cá hơn vạn đối với bọn họ những người này mà nói cũng không coi vào đâu. Hiện tại, chỉ cần ngươi có cực phẩm cá kiểng, cũng sẽ không lo lắng bán không được. Năm trước Quảng Châu một cái quốc tế cá dương bên trong một mảnh huyết long cá lấy 500 vạn giá cả bị một người abi người mua mua đi, hôm nay mùa xuân thời điểm. Chúng ta hải thanh thành phố xuất hiện một mảnh hoàng kim long cá, bán ra tám cái giá 10 vạn, 500 vạn, 280 vạn. Sở tiên nuốt nước miếng một cái, 280 vạn, hoàn toàn có thể tại trung tâm chợ vị trí mua một bộ không tệ phòng ốc, chứ đừng nói chi là 500 vạn. Ha ha, lão bản, kỳ thật ta cũng là bán cá kiểng, bất quá ta cá mỗi mảnh mấy khối tiền, sở tiên đùa cợt nói. Ha ha, tiểu tử kia có thể nỗ lực, nỗ lực, tranh thủ đem sinh ý kiêu ngạo, đi bán bán nhân công nuôi dưỡng cỡ lớn cá kiểng cũng là không sai, nếu như xuất hiện biến dị giống vẫn có thể bán mấy vạn khối. Lão bản cười cười, nói: "Lão bản, ngài có thể hay không cho ta nói một chút cá kiểng thị trường?" Sở Tiên cười cười móc ra chính mình thuốc lá nhìn nhìn. "Lão bản, thuốc điếu không tốt, ngài đừng ghét bỏ, ha ha, với ta mà nói cái gì thuốc điếu đều đồng dạng." lão bản vô cùng hay nói, tiếp nhận thuốc lá vảnh lên chân bắt chéo vô cùng hưởng thụ đối với hắn nói lên. Sở tiên ở một bên nghe xong hơn nửa canh giờ, đối với những thứ này đắt đỏ cá kiểng cũng có một chút rõ ràng, mà ở này trong nửa giờ, lão bản hoàn thành hai cái sinh ý. Trong tiệm cá công khai ghi giá, không có mặc cả vừa nói, không giống sở tiên trong tiểu điếm, mua hơn 10 khối tiền cá con khách hàng còn muốn mặc cả một phen thật sự là người so với người không thể so với rời đi cửa hàng này sở tiên lúc này mới nghĩ đến đặt ở lối vào thanh con cá lập tức chạy tới phát hiện không có ném về sau thở ra một hơi cưỡi xe hướng phía tiểu điếm của mình chạy tới xa xa đấy sở tiên thấy được một đạo sinh đẹp lệ thân ảnh đứng ở tiệm của mình cổng môn cầm lấy một quyển sách lẳng lặng đứng ở bên cạnh Thấy được cái thân ảnh này, sở tiên trong nội tâm ấm áp, tăng nhanh tốc độ đi đến trước hiệu. Tiểu dĩnh, sao ngươi lại tới đây, ngươi cứ nói đi. Đánh điện thoại của ngươi lại không gọi được, tới tiệm của ngươi trong cửa chấm dứt, ta chỉ có thể ở nơi này chờ ngươi, tiểu dĩnh vảnh lên quyết miệng, bất mãn nhìn nhìn hắn. Sở tiên nhìn xem nàng vẻ mặt đáng yêu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, với tư cách là một cái đai dao. Tì, cả đời này tối làm hắn tự hào chính là có như vậy một người bạn gái tiểu dĩnh cùng hắn cùng một cái đại học sở tiên lớn hơn nàng hai giới tại đại tam đại học năm ba đón người mới đến sinh thời điểm hai người bọn họ quen biết vì vậy sở tiên liền bắt đầu đối với tiểu dĩnh điên cuồng theo đuổi lúc ấy sở tiên trong ban đồng học đưa hắn tám chữ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga Tiểu Dĩnh vô cùng xinh đẹp, tại Hải Thanh trường sư phạm nữ sinh đông đảo một chỗ trong đại học cũng là nổi tiếng, 1 m năm thân cao, một đầu tóc dài đen nhánh, lông mi thật dài. Như nước trong veo con mắt lớn, cùng với cười cười sẽ lộ ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền, vô cùng khả ái mê người. Lúc ấy cùng sở tiên một chỗ chi cầu tiểu dĩnh nam sinh không dưới bảy tám cái, nhưng tối không cho người xem trọng hắn lại báo được mỹ nhân về tại sở tiên nghe được tiểu dĩnh đồng ý cùng mình kết giao thời điểm cũng là vô cùng kinh ngạc trừ mình ra lớn lên coi như không tệ ra hắn cảm giác mình không có bất kỳ ưu điểm nhưng tiểu dĩnh lại đáp ứng trở thành bạn gái của mình dùng lời của nàng mà nói ngươi tối thành khẩn khả ái lúc ấy chuyện này thế nhưng là ao ước sát toàn bộ hệ nam tính đồng bào đều hối hận tại sao mình không đi truy cầu có lẽ ôm mỹ nhân về chính là mình Bọn họ này đúng không bị người xem trọng yêu đương một mực rằng con năm năm, hiện tại Sở Tiên đã tốt nghiệp, Tiểu Dĩnh cũng đã đại học năm 4, tốt nghiệp cũng không có ảnh hưởng tình cảm của hai người. Cho dù là hắn công tác trên thất ý, Tiểu Dĩnh đồng dạng cũng là đến từ nông thôn, nhưng mà tại cái này hám làm giàu xã hội, nàng lại cự tuyệt rất nhiều phú nhị đại đám người truy cầu một mực thủ vững tại bên cạnh của mình. Đây là Sở Tiên nhất cảm động cũng là bởi vì tiểu dĩnh hắn tại cự ly đại học cách đó không xa cổ phòng phố thuê một cái điếm bán cá kiểng điện thoại ném đi cho nên không có đón đến điện thoại của ngươi sở tiên xuống xe đi đến trước mặt tiểu dĩnh đưa tay bắt lấy nàng hai cái cánh tay mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói điện thoại sau có thể ném đâu này ngươi là làm ăn cái gì không biết vứt bừa bãi không thể mang theo đầu óc nha tiểu dĩnh nghe có chút tức giận gãi gãi đầu của hắn hắc hắc mang cái gì đầu óc mang ngươi là đủ rồi sở tiên nói một câu lời nói dí dỏm lập tức mở ra cửa tiệm ps nhấp chuột trái hai lần vào linh rồi bấm chuột phải gâu to linh cá huyết long hồng ngư bạch kim u linh hòa tiễn cá cá chép cá hề thái lan hổ kim long hoàng thần ngư chương ba ta có thể biến thành cá cá con ăn thịt rồng tiến hóa con đường nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com ngươi là đi nhập hàng rồi tiểu dĩnh nhìn nhìn hắn xe chạy bằng điện trên sâu sắc cá cái túi hỏi giúp đỡ một khách quen mua một ít cá sở tiên vung một cái rối, chính mình có thể biến thành cá sự tình quá mức bất khả tư nghị hắn cũng không tính báo cho tiểu dĩnh a hát tiểu dĩnh gật gật đầu muốn giúp hắn đem cá rời qua tới lại bị sở tiên ngăn cản tiểu tiên ta lập tức muốn thực tập tiểu dĩnh đứng ở một bên đột nhiên nói với hắn thực tập sở tiên ngẩn người vội vàng mà hỏi đi nơi nào thực tập tiểu dĩnh thấy được hắn có chút dáng vẻ khẩn trương cười cười có chút đắc ý nói ở trường học thực tập năm nay chúng ta hệ có một cái danh ngạch vừa vặn ta thông qua trường học khảo hạch về sau xem như một cái thực tập dạy thay lão sư hơn nữa ta chuẩn bị một bên thực tập một bên thi nghiên cứu, lưu lại trường học thực tập, sở tiên trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng. Vậy quả thật thật tốt quá, hiện tại bên ngoài công tác khó như vậy tìm, có thể lưu ở trường học là lựa chọn tốt nhất. Tiểu dĩnh thành tích tại cùng tuổi cấp bên trong một mực phi thường tốt, thường học bổng một mực không có đoạn qua. Hơn nữa tại đại học năm bốn thời điểm còn cấp cho đại nhất mang qua một đoạn thời gian khóa, có thể nói là học bá cấp nữ thần. Hải Thanh trường sư phạm là một chỗ hai bản đại học, có thể tại học viện lưu lại trường học thực tập cơ bản đã có 80% có thể trở thành chính thức lão sư, đại học lão sư đãi ngộ. Cho dù là tân lão sư cũng so với một người thành phần tri thức muốn tốt rất nhiều. Ừ, ta cũng không nghĩ tới ta sẽ bị lưu lại, quả thật quá ngoài ý muốn, tiểu Dĩnh đồng dạng vô cùng vui vẻ nói ha ha là bảo bối rất lợi hại vậy sau này ta hẳn là gọi ngươi tiểu dĩnh lão sư sở tiên hướng phía nàng nhíu mày thân thể đưa tới đến tiểu dĩnh lão sư để cho đệ tử hôn tránh ra tiểu dĩnh hai tay ôm lấy mặt hắn ngăn cản hắn vô sỉ hành động bất quá sở tiên thế nhưng là lão lái xe đưa tay ôm lấy nàng eo nhỏ thân thể dán tới cuối tuần sáu chúng ta có một cái hữu nghị hội đến lúc sau ngươi theo giúp ta cùng đi thân mật qua đi tiểu dĩnh sắc mặt đỏ lên dắt cánh tay của hắn nói các ngươi đồng học tình hữu nghị hội kêu lên ta xong rồi nha ta lại không phải là các ngươi lớp đồng học sở tiên có chút giờ khóc giờ cười nói lại không cũng chỉ có lớp chúng ta cấp đệ tử còn có các lớp khác cấp cùng niên cấp phản chứng đến lúc sau ngươi phải theo giúp ta cùng đi tiểu dĩnh mang đầu dán tại trên cánh tay của hắn cường điệu nói đi đi đến lúc sau nhất định đi chỉ là vừa muốn cho ngươi mất thể diện ha ha sở tiên sắc mặt có chút không tốt cười cười người ngoại trừ xấu nào có cái gì không tốt tiểu dĩnh hướng hắn cười cười kiễng chân ở trên mặt hắn hôn một cái hắc hắc ta đây là sợ người khác ghen ghét ta sở tiên hắc hắc cười cười lại đến một chút, tránh ra, ngươi cho ta tránh ra, tiểu Dĩnh đẩy hắn. Nhanh chóng đi mua một cái điện thoại di động, hảo hảo. Sở Tiên gật gật đầu, tại tiểu Dĩnh đồng hành mua một cái hơn 500 địa điện thoại, dùng lời của hắn mà nói, mua đắt tiền cũng sẽ ném, bất quá trong nội tâm bất đắc dĩ chỉ có hắn tự mình biết hắn vui mừng chính mình có thể có đủ tiểu dĩnh như vậy bạn gái, từ bắt đầu yêu đương, hắn mua đắt tiền nhất lễ vật chính là một đôi giới chỉ, bỏ ra hơn 2.000 khối tiền. Tại nàng sinh nhật thời điểm đưa cho nàng, tiểu dĩnh lúc ấy cao hứng thật lâu, đeo ở chính mình trên ngón giữa, bất quá về sau liền kiên quyết không cho hắn mua một ít quý trọng lễ vật. Cho dù sở tiên bắt đầu rồi công tác, muốn cho nàng bình thường tiền sinh hoạt cũng làm cho tiểu dĩnh cự tuyệt nàng nói lúc không có chuyện gì làm trong trường học làm chút kiêm trước liền đầy đủ cuộc sống mình. Nhìn nhìn tiểu dĩnh rời đi bóng lưng, sở tiên cảm giác có chút đau lòng, cô gái như vậy nên ngồi ở xa hoa trong xe, trải qua công chúa sinh hoạt mà nàng lại đi theo một cái kẻ vô tích sự chính mình. Tiểu dĩnh, người yên tâm, ta sẽ cho ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, sở tiên kiên định địa nắm chặt lại quyền. Đóng lại cửa tiệm, Sở Tiên phát hiện hồ cá bên trong thanh con cá đã chết mấy cái, đem chi lựa đi ra lập tức biến thành cá bắt đầu rồi chính mình tiến hóa con đường, 20cm, 30cm. Nuốt chừng tất cả thanh con cá, thân thể của Sở Tiên đạt đến 40cm, mà giờ khắc này hắn thuộc tính cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Tính danh: Sở Tiên trạng thái: Hình người trạng thái, có thể chuyển hóa thành cá trạng thái, đẳng cấp Năm ấu sinh cá con, 40 cm lớn nhỏ, lực công kích. 10 thiên phú, thôn phệ, có thể cắn nuốt so với chính mình loại nhỏ cá tiến hành tiến hóa. Thống trị, có thể thống trị so với chính mình đẳng cấp thấp loài cá. Cá lớn nuốt cá bé hệ thống công năng. Cải tạo, có thể cải tạo bản thân hình thái cùng thống trị loài cá hình thái. Mỗi lần cải tạo hội giảm xuống bản thân cùng thống trị loài cá đẳng cấp đẳng cấp cấp 5 lực công kích 10, sở tiên trước sau như một cường hóa cắn hợp lực. Mà 40 cm hắn phát hiện bản thân lực công kích có chút biến thái. Tiếp cận 30 cm thanh con cá lực công kích cũng chỉ có một, sở tiên có thể đơn giản địa một ngụm cắn đứt đầu của nó, tuyệt đối miễu sát, hàm răng vô cùng sắc bén. Hắn dùng một khối cục đá thí nghiệm một chút, thoải mái mà cắn, nếu như cắn lấy người trên người tuyệt đối có thể dễ dàng xé rách tiếp theo khối thịt. Đây quả thực là thực nhân ngư nha. Sở Tiên thấy được chính mình vẻn vẹn 40 cm liền có mạnh như thế lực công kích trên mặt có chút kích động, có lẽ chính mình tiến nhập biển rộng hành trình có thể sớm. Muốn đem chính mình hình thể mau chóng đề thăng, lại muốn mua sắm đại lượng loài cá tiến hành thôn phệ mua cá rất cần tiền, trước mắt sở tiên kali gửi ngân hàng cũng chỉ có hơn hai vạn, nói nhiều hay không nói ít cũng không tính ít. Nhưng nếu như muốn đem bản thân hình thể tăng lên tới 2 đến 3 mét đó là nói chuyện hoang đường viển vông, bất quá sở tiên đã nghĩ tới một cái biện pháp, chỉ là không biết có thể hay không thành công. Cải tạo, cá lớn nuốt cá bé hệ thống trước mắt duy nhất công năng, có thể cải tạo bản thân hình thái cùng thống trị loài cá hình thái. Năng lực này để cho hắn tại cá bảo trận bán cá kiểng trong cửa hàng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Cá kiểng giá cả cùng loài cá hình dạng cùng nhan sắc có quan hệ. Nếu như mình có thể cải biến một con cá hình thái cùng nhan sắc như vậy hắn hoàn toàn có thể dùng phổ thông cá kiểng sáng tạo những cái kia chân quý giống cá kiểng. Hy vọng chính mình có thể đủ thành công, sở tiên trong nội tâm lặng yên cầu nguyện từ hồ cá bên trong lấy ra một mảnh phổ thông hồng sắc cá vàng cá vàng là thường thấy nhất cá kiểng, giá trị cũng vô cùng rẻ tiền, một cái 78 cm tiểu cá vàng một khối tiền liền có thể mua được. Sở tiên từ cá bảo cá kiểng lão bản nói qua, cá vàng bên trong cũng có rất nhiều chân quý giống, giá trị cao một cái tiểu cá vàng hoàn toàn có thể bán đến hơn 1.000 khối tiền. Hắn nhớ mang máng có gấu trúc cá vàng, 12 đỏ, đan phượng mở ra laptop, bút ký, sở tiên tại trên mạng bắt đầu tìm tòi quý báu cá vàng, rất nhanh liền tìm đến những cái này tương đối thưa thất giá trị đắt đỏ giống. Thật sự là xinh đẹp. Sở tiên nhìn nhìn phía trên hình ảnh không khỏi cảm thán nói, lập tức lại nhìn một chút trong tay mình nhan sắc không tươi đẹp không quy tắc tướng mạo xấu xí cá vàng. Khóe miệng nhịn không được rực rực. ps Gấu trúc cá vàng. Thập nhị hồng. Đan phượng.